Nga dọa cắt oxy các nước Baltic trả đũa phong tỏa Kaliningrad. Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố sẽ cắt oxy đối với các nước Baltic tham gia những hành động thù địch với Moscow. Phản ứng của Moscow đối với lệnh cấm vận chuyển hàng hóa tới Kaliningrad của Litva có thể đủ cứng rắn để cắt oxy đối với các nước vùng Baltic, đài RT dẫn cảnh báo của cựu Tổng thống Nga, Thủ tướng Dmitry Medvedev. Kaliningrad là một vùng ngoại địa Nga nằm giữa Litva và Ba Lan, không giáp lãnh thổ chính của đất nước. Đầu tháng này, nhà điều hành đường sắt quốc gia của Litva đã đình chỉ việc vận chuyển các hàng hóa bị trừng phạt giữa Kaliningrad và phần còn lại của Nga, tuân thủ chỉ thị từ Bruxelles. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Argumenti & Fakti, Thủ tướng Medvedev ngày 27 tháng 6 tuyên bố rằng EU không kiên quyết áp đặt các thành viên phải thực hiện trừng phạt và do đó việc Litva cúi đầu ngoan ngoãn trước các nhà hảo tâm Mỹ một lần nữa thể hiện thái độ chống Nga ngông cuồng của mình. Nhấn mạnh rằng lệnh cấm quá cảnh là một phần của cuộc chiến ủy nhiệm do phương Tây mở ra chống lại Nga, ông Medvedev cảnh báo các biện pháp trả đũa từ Moscow sẽ rất cứng rắn. Theo ông, nhiều bước trả đũa có thể sẽ mang tính chất kinh tế và có khả năng cắt đứt nguồn oxy đối với các nước láng giềng Baltic, những người đã thực hiện các hành động thù địch. Thủ tướng Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, nhấn mạnh rằng Nga cũng có thể áp dụng các biện pháp bất đối xứng. Một sự leo thang như vậy là một lựa chọn tồi và những người phải gánh chịu hậu quả là những người dân bình thường của Litva, nơi có mức sống theo tiêu chuẩn châu Âu chỉ ở mức thấp, ông Medvedev tuyên bố. Phát biểu của ông được đưa ra 2 ngày sau khi Tổng thống Litva Gitanas Nauseda nói rằng đất nước của ông sẽ duy trì lệnh cấm quá cảnh hàng hóa tới ốc đảo châu Âu của Nga và rằng không thể có bất kỳ hành lang nào cũng như không thể có bất kỳ sự xoa dịu nào trước những lời đe dọa của Điện Kremlin. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell trước đó giải thích rằng liên minh không tìm cách áp đặt phong tỏa đối với vùng Kaliningrad của Nga và sẽ xem xét các hướng dẫn trừng phạt của mình để tránh chặn lưu thông ra vào khu vực này. Ông Borrell cũng giải thích rằng các hành động của Litva nhằm mục đích trước hết là ngăn chặn việc lách các lệnh trừng phạt chống Nga liên quan tới cuộc chiến ở Ukraine. New Zealand bổ sung viện trợ phi sát thương 4,5 triệu đô la New Zealand cho Ukraine. Chính phủ New Zealand đã quyết định bổ sung khoản viện trợ lên đến 4,5 triệu New Zealand đô la để cung cấp các bộ dụng cụ quân y, trang thiết bị phi sát thương cho quân đội Ukraine, đồng thời đóng góp thêm nhân sự để cùng với các đồng minh phương Tây hỗ trợ quốc gia Đông Âu. Trong thông báo mới nhất liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, chính phủ New Zealand cho biết nước này sẽ đóng góp thêm 4,5 triệu đô la New Zealand cho quỹ ủy thác NATO, mở rộng triển khai hoạt động của các chuyên gia quân đội tại châu Âu, đồng thời tăng cường hỗ trợ pháp lý cho Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết khoản chi 4,5 triệu New Zealand đô la sẽ được dùng để cung cấp các bộ dụng cụ y tế, nhiên liệu, thiết bị liên lạc và khẩu phần ăn cho quân đội Ukraine. Đây là khoản đóng góp thứ hai của New Zealand cho quỹ ủy thác NATO sau khoản chi gần 4,25 triệu New Zealand đô la vào tháng 4. Cũng trong tuyên bố được đưa ra khi đang trên đường đến Tây Ban Nha để dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo NATO và đối tác, Thủ tướng Ardern cho biết bà dự định sẽ trao đổi với các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị về tương lai cuộc xung đột tại Ukraine cùng với các khoản viện trợ nhân đạo bổ sung cho Ukraine. Ngoài khoản đóng góp cho quỹ ủy thác NATO, New Zealand cũng tài trợ bổ sung 1 triệu đô la New Zealand cho Tòa án Hình sự Quốc tế và biệt phái một sĩ quan cao cấp của quân đội tới Tòa án Quốc tế này để hỗ trợ điều tra về khả năng xảy ra các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc chiến tại Ukraine. Bên cạnh đó, trong thông báo mới, Bộ Quốc phòng New Zealand cũng quyết định sẽ gia hạn thời gian làm việc tại châu Âu đối với các chuyên gia phân tích tình báo, chuyên gia hậu cần và sĩ quan liên lạc của quân đội New Zealand để cùng với các nước đồng minh hỗ trợ cho cuộc chiến của Ukraine. Cho đến thời điểm này, New Zealand đã cung cấp cho Ukraine hơn 33 triệu đô la New Zealand bằng các hình thức viện trợ trực tiếp hoặc đóng góp thông qua NATO. Ngoài ra, nước này cũng đã ban hành nhiều biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức của Nga để phản đối chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Mọi cây cầu đều bị phá, lực lượng Ukraine rút khỏi Severodonetsk như thế nào? Ngày 24 tháng 6, quân đội Ukraine ra lệnh các lực lượng phòng thủ ở Severodonetsk rút khỏi thành phố, trong khi các cây cầu bắt qua sông Seversky Donetsk đều đã bị phá. Mô tả về cuộc rút lui khỏi Severodonetsk, Danilo, một binh sĩ Ukraine 24 tuổi, nói với Reuters rằng đơn vị của anh phải vượt sông Seversky Donetsk trong đêm bằng thuyền khi ba cây cầu nối giữa Severodonetsk và Lysychansk đều đã bị xóa sổ. Danilo cho rằng việc rút lui là điều không thể tránh khỏi trước các cuộc tấn công kéo dài nhiều tuần qua của lực lượng Nga ở Severodonetsk. Binh sĩ này cũng cảm thấy may mắn khi cùng đồng đội vượt sông an toàn. Đây là một điều đáng tiếc vì chúng tôi đã phải nỗ lực rất lớn để bảo vệ thành phố. Giao tranh đã diễn ra trong nhiều tháng. Chúng tôi không quá buồn vì chúng tôi cũng muốn sống, Danilo nói với phóng viên Reuters.
Cũng theo Reuters, lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Severodonetsk thuộc vùng Lugansk vào ngày 25 tháng 6. Đây là thất bại lớn nhất của quân đội Ukraine trong một tháng qua, bất chấp việc Kiev không ngừng đổ quân vào bảo vệ Severodonetsk. Được biết, Danilo cùng đơn vị của mình đã di chuyển đến Slovyansk, một thành phố cách Severodonetsk khoảng 60 km về phía tây. Quân đội Ukraine dự định sẽ xây dựng một phòng tuyến mới ở đây, trong khi thành phố Lysychansk đứng trước nguy cơ bị lực lượng Nga bao vây. Quân đội Ukraine đặt mục tiêu bảo vệ Slovyansk, một trong những trung tâm công nghiệp quan trọng ở vùng Donetsk miền đông Ukraine. Trong khi đó, Nga nhiều khả năng sớm kiểm soát hoàn toàn vùng Lugansk trong thời gian tới. Khi được hỏi, Danilo tỏ ra không mấy lạc quan về tình hình chiến sự ở Donbass. Binh sĩ này nói việc họ rút khỏi Severodonetsk là do lo ngại một cuộc vây hãm như ở nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng phía nam Mariupol, nơi từng có hàng trăm binh sĩ Ukraine cố thủ trước khi ra đầu hàng quân Nga. Tại Severodonetsk, lực lượng Ukraine cũng bị đẩy về trung tâm công nghiệp ở ngoại ô thành phố, cụ thể là nhà máy hóa chất Azov. Có rất nhiều dân thường, binh sĩ bị kẹt lại bên trong nhà máy. Lực lượng Nga đổ về phía chúng tôi cho đến khi Azov bị bao vây. Anton, một binh sĩ Ukraine kịp rút khỏi Severodonetsk, nói với Reuters. Anton cũng cáo buộc lực lượng Nga sử dụng chiến thuật tiêu thổ ở Severodonetsk khi sử dụng pháo binh xóa sổ mọi công trình hay bất cứ thứ gì có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn, khiến các binh sĩ Ukraine mất vị trí phòng thủ. Họ chỉ đang kiểm tra sức chịu đựng của chúng tôi, không có lời giải thích hợp lý nào cho hành động của họ. Đơn giản họ chỉ làm chúng tôi kiệt sức, đó là toàn bộ chiến thuật của họ, Anton nói. Anton cho biết lực lượng Ukraine phòng thủ Severodonetsk được lệnh rút lui vì bị tổn thất nặng nề, không còn ích gì để bám trụ. Đồng thời, binh sĩ này tin rằng phía Nga cũng chịu thiệt hại không kém. Hungary không muốn thảo luận về lệnh cấm khí đốt Nga với EU. Hungary không có kế hoạch thảo luận với các quốc gia khác về lệnh cấm khí đốt Nga bởi biện pháp hạn chế này sẽ phá hủy nền kinh tế. Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhận định ngày 27 tháng 6. Ngoại trưởng Peter Szijjarto đã đưa ra những bình luận trên khi ông tham dự cuộc họp của Hội đồng châu Âu về vận tải, viễn thông và năng lượng ở Luxembourg. Ông cho biết ông đã đến cuộc họp này rõ ràng là do bắt buộc bởi Hungary không muốn trao đổi về lệnh cấm vận khí đốt. Điều đó trên thực tế sẽ làm tê liệt nền kinh tế và toàn bộ đất nước, Ngoại trưởng Hungary bình luận. Về vấn đề thành lập một cơ chế chung của EU để mua khí đốt, Ngoại trưởng Hungary cho rằng chúng tôi không có vấn đề gì với việc EU tìm kiếm các nguồn cung khí đốt mới, nhưng việc tham gia nên diễn ra tự nguyện và các nước thành viên không nên là mục tiêu của bất kỳ nghĩa vụ nào liên quan đến việc mua bán này. Ông Szijjarto cũng nhận định, nguồn cung khí đốt Nga sang châu Âu đã giảm đáng kể do những vấn đề kỹ thuật liên quan đến các thiết bị của đường ống dòng chảy phương Bắc trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Ngoại trưởng Hungary bày tỏ nguyện vọng Ủy ban châu Âu sẽ hành động để đảm bảo nguồn cung khí đốt sang châu Âu sẽ không rơi vào tình trạng khủng hoảng về ngắn hạn. Ông Szijjarto đánh giá chính việc thiếu khí đốt đã đẩy giá năng lượng ngày càng tăng ở châu Âu. Ngày 14 tháng 6, tập đoàn Gazprom thông báo sẽ giảm nguồn cung khí đốt qua đường ống dòng chảy phương Bắc bởi một số thiết bị bơm khí đốt được Siemens sửa chữa không được trả đúng hạn. Công ty Đức này cho biết họ không thể vận chuyển các thiết bị trên từ Canada do nước này đang áp lệnh trừng phạt Nga. Nga tuyên bố không cúi đầu trước lệnh trừng phạt địa ngục của phương Tây. Các đối thủ của Nga cho rằng Moscow phải cúi đầu hoặc nền kinh tế sẽ sụp đổ, nhưng điều này không xảy ra, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay. Rõ ràng tất cả lệnh phong tỏa và cấm vận này đều là những biện pháp dài hạn. Các đối thủ đang chờ đợi chúng tôi sẽ cúi đầu trước họ hoặc nền kinh tế sẽ sụp đổ. Họ khẳng định với người dân của mình rằng những lệnh trừng phạt địa ngục nhằm chống lại Nga sẽ khiến Moscow chịu tổn thất nghiêm trọng. Nhưng chúng tôi đã làm họ thất vọng, điều đó không xảy ra, ông Medvedev bình luận. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng cho rằng phương Tây đã đánh giá thấp Nga như thường lệ, hay nói chính xác hơn là đang cố thỏa mãn những kỳ vọng của mình. Theo ông Medvedev, việc Ukraine gia nhập NATO gây ra mối nguy hiểm cho Nga lớn hơn việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự này. Ukraine sẽ nguy hiểm hơn nhiều đối với đất nước chúng tôi nếu trở thành thành viên NATO, ông Medvedev nhấn mạnh. Dẫn lời Tổng thống Putin, ông giải thích điều đó là bởi những tranh chấp lãnh thổ chưa giải quyết cũng như cách hiểu khác nhau về tình trạng lãnh thổ giữa các bên. Với chúng tôi, Crimea là một phần của Nga, điều đó không thay đổi. Bất kỳ nỗ lực nào định xâm phạm Crimea đều tương đương với một lời tuyên chiến chống lại đất nước chúng tôi. Nếu một thành viên NATO có động thái trên, điều đó sẽ dẫn tới xung đột với toàn bộ liên minh này, bùng nổ Thế chiến III, và đó hoàn toàn là một thảm họa.